It's Manny. À, xin chào các bạn, hôm nay Manny đã quay trở lại vào khoảng một thời gian khá lâu rồi mình không có làm video bởi vì mình nghỉ Tết và trước Tết thì mình lại bị sốt, ho, sổ mũi. Đó là các triệu chứng mà gần đây mà các bạn thường thấy, nhưng mà mình không phải bị corona. Nên hôm nay mình đã có sức khỏe trở lại và quay lại để mình tiếp tục làm vlog. Và hôm nay vẫn là một review về một thiết bị đến từ hãng Relup. Gần đây thì mình nhận được khá nhiều sản phẩm của Relup gửi để nhờ mình review và chơi thử những cái thiết bị đó. Thì hôm nay là một cái thiết bị chắc chắn là các bạn sẽ thích, bởi vì nó đáp ứng mọi nhu cầu và những tính năng thừa của những thiết bị tương đương. Chính xác đây là cái thiết bị của Pioneer SX2. Nó có những cái tính năng thừa và cái thiết bị của Relup lần này họ đã lược bỏ cái tính năng thừa đó và họ đem lại một cái tính năng mới hơn và tiện dụng hơn cho các bạn. Và xin mời các bạn cùng xem video của lần này. Và bây giờ mình sẽ đi vào tổng quan của cái thiết bị này. Đầu tiên, tên của thiết bị này có tên là Relup Mixon 4. Thì cái thiết bị này các bạn nhìn vô đập vào mắt các bạn, đây là một cái layout cực kỳ quen thuộc. Nếu các bạn nào đã sử dụng một số DJ controller của Pioneer thì các bạn dễ dàng nhận ra đây là cái layout gần như tương đương so với cái SX2. Như các bạn thấy, cái thiết kế nó đã tương đương rồi, vậy hỗ trợ phần mềm nó cũng sẽ tương đương mà thôi. Thì các bạn có thể thấy nằm ở dưới này thì nó sẽ hỗ trợ hai phần mềm, đó là Serato, ai cũng biết rồi, và cái thứ hai đó là Algorithm. Algorithm thì có thể nhiều bạn không biết, nhưng bạn nào tinh nghịch tò mò về máy tính hoặc là về iPad một chút xíu thì các bạn sẽ thấy Algorithm đó là một cái công ty sản xuất ra một cái phần mềm dành cho DJ, bán chuyên, có tên gọi là DJ. Đó là cái công ty sản xuất ra cái phần mềm dành cho DJ bán chuyên tên gọi là DJ. Ok, các bạn nắm chắc cái này nha. Thì các bạn chắc chắn sẽ đã gặp phần mềm này rồi ở trên iPad hoặc là trên iPhone. Thì cái thiết bị này ngoài hỗ trợ cái phần mềm Serato mặc định như những cái controller chuyên dụng khác thì nó còn hỗ trợ cái thằng Algorithm, phần mềm DJ2, giúp cho các bạn có thể cắm iPad hoặc là iPhone vào chơi từ cái thư viện nhạc của mình luôn. Mà trên cái phần mềm đó nó còn hỗ trợ cho các bạn là các bạn có thể login vào tài khoản Spotify của các bạn và các bạn chơi nhạc trực tiếp từ tài khoản Spotify của các bạn luôn. Nên đây là một cái thiết bị mà mình thấy nó rất là buồn cười. Đây là cái thiết bị thứ ba mà mình review của Relup rồi. Thì Relup họ làm rất là nhiều thiết bị, nhưng mà những cái thiết bị của họ thì theo mình nhận xét nó lai giữa bán chuyên và chuyên nghiệp. Và họ đang cố gắng muốn cái thị trường, ôm trọn thị trường là chuyên nghiệp thì các bạn cũng mua con này. Mà nếu mà các bạn không chuyên nghiệp, các bạn mới biết chơi, các bạn tập tành chơi ở nhà thì các bạn cũng mua con này. Tại vì cái con này nó là một cái phiên bản được, không phải là thu gọn mà phiên bản lược bỏ đi những thành phần không cần thiết từ con Pioneer SX2. Bây giờ mình sẽ nói qua những cái mà mình không thích về cái này trước, sau đó mình sẽ nói những cái mình thích về cái này ha. Thì những cái mình không thích là thứ nhất, đó là cái phần tempo. Thì cái phần tempo này khi các bạn nhìn vô các bạn thấy nó không phải là quá dài cũng không phải quá ngắn. Nhưng mà cái mình không thích ở đây á, là thường thường những cái thiết bị DJ nó hay có một cái khớp ở ngay cái thanh tempo để các bạn kéo nhanh về. Các bạn không cần nhìn, các bạn cũng biết là nó đã nằm ngay cái tempo gốc của bài nhạc rồi. Thì đây là một cái mình thấy rất là đáng tiếc. Tại sao họ đã làm ra một cái thiết bị gần như là đầy đủ tất cả mọi thứ, nhưng mà một cái rất là nhỏ ở đây họ lại không có làm cho nó perfect hoàn toàn luôn, dẫn đến là đôi khi mình chơi mình vẫn phải nhìn xuống đây để mình kéo cho nó chính xác thì nó lại không hay cho lắm. Và cái thứ hai nữa mình không thích đó là chiếc mâm của cái này. Các bạn nhìn vô đây rồi, chiếc mâm to, chắc, nhẹ, rất là thích. Nhưng mà một điểm trừ cho họ là họ làm nó quá mỏng. Đối với những người chơi mà vừa bật chức năng vinyl và vừa muốn chơi theo kiểu CDJ là các bạn để tai ngang ở đây để các bạn xoay thì các bạn rất là dễ chạm vào cái mặt đĩa ở đây, dẫn tới là tắt nhạc. Đây là một cái bất kỳ DJ nào cũng không bao giờ muốn diễn ra trong cái set nhạc của mình cả. Nên mình hy vọng nếu mà có version 5 thì hy vọng cái này sẽ làm cao hơn một tí. Cái điểm nữa mà mình không thích nữa, mà đây là một cái đặc trưng của Relup luôn, đó là đèn LED cực kỳ ngắn. Các bạn nhìn vô các bạn thấy nó ngắn, mặc dù là nó không có gây ảnh hưởng gì rất là nhiều, nhưng mà theo con mắt của mình thì mình thấy không có đã. Hoặc là mình đã quen với những cái thiết bị mà có cái độ dài của đèn led nó dài rồi, giúp mình dễ canh hơn và nó gần như là nhìn nó sướng con mắt hơn, nó có nhiều đèn hơn. Thì ở đây cũng là một cái điểm trừ. Tiếp theo một điểm trừ nữa, đó là cái bố trí về cái phần layout ở phía dưới này, những cái pad ở dưới đây. Nếu các bạn nào đã từng chơi Pioneer hoặc là chơi Denon mà các bạn chuyển qua chơi Relup
thiết bị controller, đặc biệt là con này, thì các bạn sẽ dễ nhầm lẫn trong cái lần đầu tiên các bạn chơi. Đó là cái đế bên đây nó là một cái mirror 100% so với cái đế bên đây, nên cái nút Q và Play bên bên trái thì nó sẽ là bên trái, mà bên phải nó là bên trái, bên phải. Thì đây cái setup này nó hợp lý, nhưng mà nó lại tạo cho người dùng phải tập làm quen với một cái layout mới, nên một hai lần đầu mà các bạn chơi, các bạn sẽ dẫn đến các bạn sẽ rất là lầm cộng. Rồi, đó là những cái mà mình không thích về cái thiết bị này. Còn những cái mình thích về thiết bị này đó là nó đã lược bỏ một số thành phần không cần thiết ở trên thiết bị. So với cái thiết bị Pioneer Edit 2 thì nó đã lược bỏ đi một vài cái thành phần mà không cần thiết. Đầu tiên đó là cái cổng input bông sen, hay là cổng RAC input ở trên cái channel 3 và channel 4 họ đã không bỏ vào. Thì đối với mình sử dụng Edit 2 rất là nhiều, mình hay đi chơi những cái party thì mình xách Edit 2 cho nó tiện. Thì mình cảm thấy là hai cái cổng đó gần như là mình không đụng tới luôn. Từ lúc mình mua tới bây giờ là mình chỉ cắm vô đúng một lần để mình test cái chức năng DVS. Thật sự thì nếu mà các bạn có hai cổng đó, nhiều bạn nghĩ là nó sẽ nhiều cổng hơn, nhưng mà thật sự các bạn không bao giờ các bạn dùng tới. DVS chỉ phù hợp cho những bạn mà có chơi turntable, nhưng mà nó lại vô lý một điều ở trên Edit 2 là khi mà các bạn cắm turntable vào thì đa số các bạn thích strat đúng không? Nhưng mà lại cái crossfader là không đáp ứng như cái chuyện đó. Nên cái việc mà có cái cổng đó và làm cho cái giá tiền cái máy nó mắc hơn thì mình thấy nó khá là vô lý. Nên đối với cái thiết bị này gần như là họ thiết kế là không dư bất cứ cái gì hết, là đủ cho các bạn xài cho những cái party, mobile, DJ. Các bạn đều có thể sử dụng thoải mái với phần mềm Serato hoặc là phần mềm DJ trên iPad. Thì nhờ họ lược bỏ cái đó nên cái giá của thiết bị này nó giảm khá là nhiều so với cái Edit 2 của Pioneer. Thì mình nhớ đâu đó Edit 2 của Pioneer khi mình mua là rơi vào 28 triệu hơn. Thì cái thiết bị này nó chỉ xoay quanh 20 triệu. Các bạn tiết kiệm 8 triệu mà các bạn không cần những cái cổng input mà các bạn không bao giờ xài. Mình thấy nó khá là thừa. Thì họ làm rất là tốt về cái mặt này. Rồi cái tiếp theo mình thích về cái thiết bị này đó là cái crossfader. Cái crossfader này nó rất là nhẹ nếu so với Edit 2 là một cái thiết bị tương đương. Thì cái này nó khá là nhẹ, nó làm cho mình cảm giác rất là hứng thú khi mình cầm vô cái crossfader này. Mình chỉ muốn chà mà thôi, chứ mình không muốn làm gì nữa hết. Đây là một cái điểm cộng cho cái thiết bị này. Thì đây là tổng quan và những cái mình thích và những cái mình không thích về cái thiết bị này. Vậy cái thiết bị này cuối cùng vậy nó dành cho ai? Đây là câu hỏi mà rất là nhiều bạn quan tâm. Thì cái thiết bị này đối với mình là các bạn là DJ chuyên nghiệp mà các bạn thường xuyên di chuyển và các bạn sử dụng Serato, thì đây mình nghĩ đây là một cái lựa chọn mà các bạn không thể nào bỏ qua. Nếu các bạn dự định có tầm khoảng dưới 30 triệu mà mua một cái controller có thể chơi được Serato thì đây là một cái lựa chọn thật sự là các bạn nên cân nhắc và nên trải nghiệm nó trước khi các bạn quyết định mua những cái thiết bị khác. Bởi vì đối với cái giá tiền của cái thiết bị này, mình thấy nó tầm 20 triệu, có thể là thấp hơn 20 triệu nữa. Thì mình thấy là thật sự là cái máy này không có đối thủ với cái phân khúc này luôn. Cái phân khúc rất là kỳ lạ là 20 triệu và có thể chơi chuyên nghiệp và có thể chơi bán chuyên cũng được luôn. Các bạn có thể cắm iPad vào chơi với phần mềm DJ mà mình hay gọi vui đó, cái phần mềm DJ dành cho con nít. Thì đây là một cái thiết bị mà mình không có nhiều thứ để mình nói về nó, bởi vì cái Pioneer Edit thì ai cũng quá quen thuộc rồi. Thì cái thiết bị này nó làm ra y chang Pioneer Edit và nó lược bỏ đi những thứ mà Pioneer Edit làm dư ra, tăng giá thành của sản phẩm. Thì cái thiết bị này họ đã làm đúng chức năng và đúng cái giá tiền mà các bạn bỏ ra. Và thật sự cái build quality của thiết bị này mình thấy nó nặng hơn cái SX, mà cảm giác cầm vào nó sướng hơn cái SX rất là nhiều. Đây là tổng quan và những cái nhận xét của mình khi mà mình sử dụng cái thiết bị này. Thì đó, các bạn cảm thấy như thế nào thì các bạn hãy comment bên dưới. Còn nếu mà các bạn muốn xem giá của thiết bị này bao nhiêu, các bạn có thể truy cập vào website mcma.vn và vào cái mục shop thì bạn hoàn toàn có thể thấy. Nếu các bạn thích video này thì các bạn hãy like video, share video, hãy subscribe theo cái kênh của mình để theo dõi những cái video kế tiếp. Hẹn các bạn trong video gần nhất sau mùa dịch Corona. Bye bye.